Thư của Phaolô gửi cho Tiết, chương 1. Ta, Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước, tới kỳ chỉ định. Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta, gửi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung. Nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Ta đã để con ở lại Cơ Rết, đặng sắp đặt mọi việc, chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ. Con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời, thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vân phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng, người Cơ Rết hay nói dối, làm thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm, vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chứ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta, trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không sự gì làm tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.